Trung xin chào tất cả anh em nhé. Lại thêm một cái video đồ chế thể lực nhé anh em. Trên video này Trung giới thiệu với anh em ba cái con motor thể lực bê tông nhé. Rồi bốn lỗ tai tháo xe cuốc. Tháo xe cuốc Kubota KH-8 gì đây. Nói chung là nó là hàng Kajaba của Kubota đấy, tháo xe Kubota đấy. Nguyên zin chưa chạm một con bu lông nào luôn. Tất cả tròn keo zin hết này, đây bấm chì dây kẽm còn nguyên hết này, hàng bên ngoài thì do hai cái con chân này thì anh em biết rồi, ba cái bụi bẩn đất cát này còn dính ở trên đấy, con này là con trên cái ổ quay to nó sạch sẽ hơn. Để Trung thử tháo ra một một cái trái nhông con để anh em xem cái băng runner của nó nhé. Băng Junior là 28, đường kính 28 nhé, 28 ly, 17 răng nhé anh em. Đấy, tuyệt đẹp luôn. Tất cả nhớt nguyên zin của nó còn đầy đủ hết, cắt ống này, cắt ống ra sạch sẽ, nhớt trong vắt hết nhé. Cái con này thì nó lắp trên xe đời sau nhưng mà nó dùng rất là ổn luôn, bê tông thẳng KIB nhé anh em. Hai con chân thì DZ bê tông nhé, đây này đấy, hai ngõ vào A, ngõ AB DZ bê tông, tất nhiên là vẫn có ống trả nha, đừng ngõ ren nha. Còn riêng cái con quay to này thì nó có luôn cái cụm ba lăng xe nhé anh em, bên cân bằng ấy. Đây, nó có đính thêm cái cụm van cân bằng ở phía trên, vẫn hai ngõ AB và một đường trả này. Rồi có chỉnh áp hai bên này. Có xì tê chỉnh áp hai bên. Đấy. Ốc xì tê chưa chạm luôn này. Đấy mã số của nó đấy nha anh em. Chung kéo cái kích thước mặt cho anh em xem có ngay ngay cái vị trí chế cháo gì không nhé. Là vuông 13,5 nhé anh em. Cạnh vuông 13,5 nhé. Đây tâm lỗ của nó đây. Con này hơi khó đo một tí. Tâm lỗ 11 nhé. 10 phẩy mấy ấy. Chưa đến 11, khoảng 10,8 nhé. Tâm lỗ 10,8, bu lông 10 ly. Còn cái thân nó dài tổng là 20 hơn một tí, con bên đây thì nó tầm khoảng 20 nhé. Đấy. Bên đây thì 20 hơn 21 này. Cái thân nó vuông là 13 vuông nữa nè, mặt bích là 13,5 nhé. Tâm lỗ là 10,8. Mấy cái con này rất là đẹp, khá là chất lượng luôn. Anh em xem có đúng đúng nhu cầu sử dụng chế cháo chế lắp vào được việc gì thì liên hệ nhé. Ngoài mấy cái con motor piston này thì Trung cũng còn vài cái con motor bi bên đây này, motor bi chân chạy hôm trước cũng có đăng rồi. Anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng thì cứ anh em cứ alo nhé. Anh em ở gần thì sắp xếp đến Long An xem, anh em ở xa thì xem qua video giúp nhé. Có trái nhông con đầy đủ để anh em về tiện việc chế cháo, có nghĩa là có thể tiện, nó có cái băng runia sẵn đấy. Rồi, Trung kết thúc video nhé anh em. Anh em có quan tâm, có thắc mắc, có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp nhé.